Lời kể của cô gái trẻ 24 tuổi bị mẹ ép lấy chồng có thật sự đúng như những gì cô gái đã kể? Thanh Liêm kính mời cả nhà hãy xem video tiếp theo để biết được sự việc như thế nào. Nói là em thật sự là không có bị bệnh cũng như là tâm thần cái gì đó, theo ý kiến của em là sao? Giờ em bình thường, nhưng mà mẹ bắt buộc em là phải bệnh tâm thần, như gia đình là nói lại giờ em phải bệnh tâm thần là phải đem vô bệnh viện trị bệnh. Cũng như heo, nhưng mà từ hồi lúc mà em vô bệnh viện tâm thần tới giờ đó thì em được uống bao nhiêu thuốc và tiêm được em bao nhiêu Nên là mới vô là họ chích em 2 mũi thuốc mà không khám bệnh, không không khám bệnh, không không kiểm tra em, là tự lại chích thuốc em luôn. Mình có biết thuốc đó là thuốc gì không? Em không biết là thuốc gì luôn, mà em không cho họ chích, mà em giãy giụa là họ cứ chích là chích, xong rồi một ngày là cho sáng uống 4 viên thuốc rồi tối uống 4 viên thuốc nữa, mà không biết thuốc gì. Rồi hồi lúc mà mẹ em đem vô bệnh viện đó là lúc đó là em có hỏi là mẹ đem con đi đâu không hay là sao không, hay là em em tự mình em biết thấy luôn? là em thấy em hỏi là bây giờ mẹ trói trói con như vậy là mẹ như thế nào, là mẹ và gia đình họ khẳng định là bây giờ em đã bệnh tâm thần vậy là phải đem đi trị bệnh, là một hai một hai là trói em là đem đem lên xe đem vô bệnh viện để trị bệnh chích thuốc. Cho anh hỏi đi, cái lúc mà chích thuốc á em giãy giụa dữ không? Là lúc đó em giãy giụa tại em sợ lắm, chích vô ngay chỗ ngay bên Đâu bên đùi á là chịu không nổi luôn, là đùi nha. giống như là chích em giãy quá thì kim kim gãy luôn. Ôi rồi gãy luôn hả? Dạ. Ôi ôi một gấp cây kìm rồi nữa, tình luôn, gãy luôn. Hồi lúc đó em có sợ không? Dạ, như Em em bị bị áp lực không? em bị là bị sốc rồi bị quản á, là không biết lý do là khủng khiếp, em có làm tội gì mà để mức độ mà gia đình phải làm hành hung em như vậy. Mà hồi lúc trước là ba dượng em có thương em nhiều không hay là sao không? Ba dượng thì cũng bình thường, nhưng mà ngày ngày hôm đó là ba dượng em có tham gia vô là tác động em phụ với mẹ nữa, là giúp đỡ gia đình của em là làm hại em luôn. Nhưng mà những sự việc mà em kể từ hôm qua với anh em đó là có thật sự gì không hay là em có thêm cái gì vô không? Ngày hôm nay em cầu cứu lên trên đây mấy anh với mấy cô chú trên mạng giúp đỡ cho em, là em nói hoàn toàn là sự thật, em tự chịu trách nhiệm với những gì em nói. Rồi em đi lang thang ngoài đường đó rồi có ai hỏi em mà đi đâu hay làm gì không? Dạ có, như là có số người là họ hỏi là đi đâu ở đâu, giờ không có chỗ ngủ, giờ người ta cho em ở 1 2 bữa thôi chứ họ không có dám cho em ở lâu, sợ gia đình em tìm đến là làm khó người ta, là người ta phải 1 2 bữa là họ mời em ra khỏi nhà. Nhưng mà mấy người đó người quen em hay gì mà người ta biết gia đình em làm khó? Dạ những người đó là cũng có quen mà cũng có lạ nữa. Mà người ta cũng dám cho em ngủ không? Dạ, nhưng họ thấy em khổ quá, không không có chỗ ở nữa, mà bị gia đình làm vậy là người ta chịu không nổi, người ta mới cho ở 1 2 đêm. Rồi em đi ngoài đường là người ta kêu vô hay gì, hay là em vô em tâm sự với người ta? Như em tâm sự là em nói chuyện thiệt tình, là em bị hoàn cảnh tình trạng vậy đó, là họ chỉ cho cơm với lại quần áo bận đỡ là một đêm 2 đêm ngủ thôi, không có cho ở lâu. Quần áo là cũng cho luôn. Dạ. Theo như cái cuộc sống em bây giờ là em cũng như là em muốn là tụi anh là chia sẻ lên để làm mục đích là làm sao? Em muốn mấy anh mấy cô mấy chú giúp đỡ xem xét giùm cho em, là giúp đỡ cho em để em có cuộc sống, em có quyền được tự do, công dân của em đó có quyền được tự do, là gia đình của em không có thể nào mà đàn áp em, bắt bắt buộc em phải như thế này thế kia rồi đem em vô bệnh viện tâm thần chích thuốc nữa. Giống như là em muốn là cái em muốn em được ra đường, được tự do như mọi người. gia đình của em là trả lại cho em cái sự tự do đó ha, Dạ. là không có ràng buộc như lúc trước nữa. Dạ. Rồi cho anh hỏi ơi, là cái trong cái thời gian mà em sống với gia đình đó là mình có đi làm gì không? Dạ có, em có đi làm thuê cho người ta, nhưng mà một khoảng thời gian là em mở tiệm thì lúc đó là gia đình mới tác động với em nhiều, là tác động vô cửa tiệm của em là quậy cho em không không thể nào làm ăn được, em không có yên ổn để em làm ăn, là Là bắt trong cái buộc thời em phải gian ra mà khỏi em mở tiệm. tiệm, đó là em mở tiệm gì? Dạ tiệm làm xì ba gội đầu gì bình thường. gội đầu rồi đó ha, là Dạ. lúc đó là mình làm có khách không? Dạ lúc đầu mở có khách nhiều lắm. Nhưng mà theo em chia sẻ đó là cái thời gian mà em mở tiệm thì khách rất là đông, Dạ. mà tại sao là gia đình lại gắn cho em một cái mác là em bị tâm thần? Tại vì Như em mới đầu là gia đình kêu em là phải chịu lấy chồng, em không chịu là không chịu, là nhiều lần như vậy là em chống đối luôn cả gia đình luôn, là
là gia đình em có sử dụng nhiều câu từ ngữ nói chuyện khó nghe với em á, thì em cũng cự tuyệt người ta luôn, là em coi như là em không liên quan tới gia đình nữa, là tự một mình sống luôn. Em chưa muốn lấy chồng hay là em không thích lấy chồng? Như là em chưa muốn lấy chồng. Chưa muốn lấy chồng là từ trước đình. Từ em trước buồn. Tới giờ là có quen bạn trai chưa? Dạ có quen, nhưng mà tới quen tới ai là bắt đầu mẹ lại gia đình người ta, mẹ quậy và mẹ nói này nói kia, họ chịu không nổi. À, có nghĩa là mỗi lần mà quen bạn trai là mẹ lại mẹ quậy, là không cho quen người đó nữa. Dạ đúng rồi, mẹ nói là người đó không có tốt, không có thằng nào tốt hết. Là mẹ nói câu nói là không thằng nào tốt hết, nhưng mà lại bắt em chịu người ta. Mẹ em là bắt em là biết gả cho người nào không, lớn hay già hay là trẻ vậy không? Dạ không, mẹ không biết được là mẹ em bây giờ mẹ em gả cho nhiều người quá vậy, không biết là người ta là ai, mặt mũi ta như thế nào. Nhiều người bắt gả nhiều người lắm, theo như em nghĩ là khoảng bao nhiêu người rồi? Chắc cũng vài người. Dạ. Mà cũng ở chỗ mình hay là ở đâu? Dạ cũng ở chỗ mình luôn. Rồi em kể cái lúc gì mà kêu bà cô gì vô ngủ đó, rồi ai kêu ông nào vô nữa? Có nghĩa là dì hai em là nói là bây giờ ở nhà ngủ không được, vô tiệm em ngủ thì ngủ được, là em mới mở cửa cho vô ngủ. Là vô ngủ là được một đêm là em cảm thấy là dì hai em không có ngủ. Em mới sợ là bây giờ là cái anh định gặp trước cửa nhà em từ đằng sau ra tới đằng trước vậy đó. Mà nhiều lần em đã nói là tại sao mỗi lần mà dì hai ra tiệm con gọi đầu hay làm gì đó là có người, hoặc cái người đàn ông này đi theo, là người đàn ông này điện thoại cho những người khác là nói là chồng của em. Mà em mới nói là em không có quen biết gì hết. Mà làm quen em có một thời gian là được làm quen với em được một tuần lễ, là chỉ có mời được một bữa là em thấy đứng trước cửa tiệm của em. Em cho người ta vào và em hỏi là giờ anh đứng trước cửa tiệm em là có muốn là muốn cái gì. Là em hỏi xong bắt đầu là người ta không trả lời em, bắt đầu em mời người ta ra khỏi cửa tiệm, là em mong anh là anh đừng quay lại trở lại tiệm của em nữa, tại vì tiệm em làm nữ không làm nam, em không có quen biết anh. Và gia đình của em có mà gọi là kêu là em phải làm mai làm mối cho anh thì em không có ý định làm mai mối gì hết, em cũng không muốn, em không có chịu anh, thì mong anh là đừng tới cửa tiệm của em nữa. Thì một thời gian đó là mất tích không bao lâu là dì hai của em ra, là người này lại tiếp tục ra theo cửa tiệm em nữa. Là khi mà tối em ngủ là dì hai em có ý định mở cửa cho người ta vô làm hại em, cho nên từ đó về sau là em cự tuyệt gia đình em không có liên quan tới gia đình ruột thịt của em bên mẹ nữa. Thì mẹ mới la, mẹ và mẹ cự em là tại sao mà dì hai em thương em như vậy mà em lại đuổi dì hai em không cho ra tiệm nữa. Thì em hôm nay em lên em nói sự thật vậy là để cho mọi người giúp đỡ giúp giùm cho em có được sự công bằng trong tiếng nói của em, là toàn bộ là em chỉ có một mình em, là em không có ai bên cạnh hết, em không có người thân. Mà cái người đó em nói chuyện là lớn hay nhỏ? Là người gì hay là người mà người đàn ông mà em nói giáp mặt nói chuyện á? Người đàn ông đó khoảng 27-28 tuổi. Cũng như là muốn cưới em đó ha. Dạ, có nghĩa là họ trắng trợn là họ em không bằng lòng không chịu thì họ ỷ vào gia đình của em chịu họ, là họ ra họ quậy họ quần em. Người là em sự bị cái sự là ép buộc đó phải không? Bị sự ép buộc, em không có quyền được tự do. Rồi cũng như là hôm nay cũng như là em tìm đến mấy anh ở đây. Dạ. Chia sẻ cái câu chuyện của em lên thì sẵn qua đây thì sớm giờ thì chắc là gia đình của em hay là mẹ của em đó thì cũng đã xem được những cái video mà của em rồi. Thì sẵn qua đây thì em có cái lời nào em gửi đến trực tiếp người mẹ của em luôn, để mà cho mẹ em nghe được những cái gì em nói đó, thì em cứ gửi lời với mẹ em đi. Em chỉ mong muốn là mẹ đừng bắt ép em, cũng đừng làm bắt buộc em để cho em mới đến con đường mà em không thể nào kiểm soát được. Là để cho em được tự do thoải mái, em đi làm kiếm tiền sống nuôi thân em, để sau này em có điều kiện, nếu mẹ có lỡ lớn tuổi, mẹ có bệnh thì lúc đó là em quay về em lo cho mẹ, em có điều kiện để lo cho mẹ, như hiện tại bây giờ em không có gì để lo hết. Dù vẫn còn thương mẹ ha. Dạ. Đó thì giờ là em có muốn gì ở với mẹ không hay là sao? Em cứ hướng em muốn đi bây giờ em muốn đi đâu? Đi cảnh nào? Bây giờ em chỉ muốn là em có được công việc em làm tự do, em tự em sống, không vậy có ai bắt ép gì, em nữa hết. Nghề gì vậy? Em làm gì cũng được hết, miễn em làm việc bằng mồ hôi nước mắt của em là được. Nói chung là ngay cái lúc này thì em Như thì cũng như là không có muốn về gia đình đó, tại vì hiện nay là cái sự ám ảnh thì nó vẫn còn đó, nên là em ấy vẫn chưa có muốn về gia đình. Thì trong cái thời gian sắp tới thì hiện nay thì không có chỗ ở nữa, thì nếu mà cô chú anh chị nào mình cần có cái công việc gì mà cho em Như làm được, mà có thể là
san sẻ một chút cái gì đó giúp đỡ cho em Như thì cô chú anh chị mình hãy comment lên tất cả những cái kênh của mấy anh em ở đây để mà cho em Như có một cái công việc nó ổn định đi, để cho mấy tự làm rồi tự kiếm sống, rồi thời gian sau này khi mà người mẹ mà cảm thấy mà nguôi ngoai cái gì đó rồi cho rồi em Như mà cảm thấy mà như thế nào đó, rồi sau đó là hai mẹ con sẽ gặp nhau nó sao nữa. Còn cái vấn đề mà hôm nay là em chia sẻ lên cái câu chuyện này á, thì chắc chắn là bên gia đình của em thì có những cái gì đó đúng hay là không đúng thì người ta sẽ lên tiếng. Thì lúc đó thì bên gia đình của em sẽ liên hệ với tụi anh, thì tụi anh sẽ cho hai mẹ con đối chất với nhau rồi coi cái câu chuyện nó như thế nào, thật sự nó có đúng như vậy những lời em nói hay không. Tại bây giờ hiện nay là mấy anh là chỉ nghe có một phía bên em thôi, nó chưa có nghe phía bên mẹ của em như thế nào. Ngày hôm qua tới giờ anh em đăng clip lên rồi đó, bên gia đình em có ai điện thoại cho em không hay gì không? Dạ có người nhà điện thoại. Ai điện? Là bên nội em điện. Nói gì? Bên nội điện, nhưng mà em cảm thấy là người ta binh vực mẹ của em cho nên em không muốn nghe những lời nói đó. Ừ. Vì họ không có nói là họ không có thương, họ không có tình thương đối với em, cũng không có binh vực cho em từ ngay lúc đầu tới nay ngày hôm nay. Em khổ dữ lắm em mới lên tới đây em cầu cứu mấy anh. Rồi bây giờ là em có thể khẳng định một lần nữa là em có bị tâm thần hay không? Khẳng định với mấy anh là với trên mạng là em rất bình thường. Rất bình thường không ha. Bệnh. Đúng rồi. Đó thì em Như cũng đã khẳng định của chú anh chị là em Như rất bình thường. Sao mà em bình thường mà ba mẹ em đưa em vô trong đó nè. Cũng thấy là nó khác hơn người ta rất là nhiều luôn. Mà hồi đó là ngày nãy nghe em nói là lúc trước là em ốm đúng không? Dạ. Mà từ khi vô đó là người ta chích những mũi thuốc gì không biết là em mập lên rất mập là nhiều ký, mà người ngoài họ nói là bây giờ mập quá rồi tôi nhìn không có ra em luôn. Nhưng mà trừ cái lúc mà cho em uống thuốc với lại chích thuốc á, em thấy trong cái cơ thể em nó như thế nào? Nó lờ đờ, nó mệt hoài, là nó nhắm mắt nó buồn ngủ luôn. Bây giờ là em khỏe là chưa hay là vẫn còn buồn ngủ? Nghĩa là khoảng thời gian em ra trốn viện là được 2 tuần bắt đầu em mới hồi lại là mới khỏe. Khỏe lại ha? Dạ. Nghĩa là một người em đang rất là bình thường mà làm cho em không được bình thường nữa, cho nên em sợ quá em phải trốn viện để em tìm mọi cách để em nói lên tiếng nói của em. Là hiện nay ở dưới địa phương của em là bao nhiêu phần trăm là tin em là bị tâm thần? Nhờ giờ bây giờ là họ tin mẹ em nhiều hơn là tin em. À, tin mẹ em nhiều hơn ha. Dạ. Và cho anh hỏi thêm một cái vấn đề nữa là cái gia đình của em bên mẹ em là có khá không? Dạ khá. Khá ha, là có nghĩa là giàu ha. Dạ. Có thể là có quyền lực thế lực gì đó ha. Nhưng mà đối với một cô gái như em thì khi ra đường thì tiếp xúc với em này kia thì người ta sẽ biết là em sẽ như thế nào chứ làm sao người ta nói là em bị tâm thần đúng không? Nếu mà em tâm thần cái đó là từ khác. Phía gia đình của em họ đưa em vô bệnh viện tâm thần là có sổ có thuốc đồ, là bây giờ người ta tin lời của mẹ em nhiều hơn là em. Có sổ có giấy đồ luôn hả? Có giấy không? Bây giờ sổ giấy là bị mất bị lạc rồi, vì em không có cái đó để em đưa cho mấy anh. Nhưng mà lúc đó khám vô khám là em có giấy rồi ha? Có giấy nghĩa là sổ khám bệnh thôi chứ họ không đưa tờ giấy nào cho mẹ em hết. Có đưa gì giấy mà chứng nhận là em bị bệnh tâm thần không? Không. Giấy khám bệnh thôi. Giấy khám bệnh. Có giấy khám không? Không, giấy xác nhận là bị tâm thần. Cái lúc mà người nhà mà đưa em đi ra bệnh viện tâm thần á là kiểu như vòng vòng ở xóm có người thấy hay là có người ta có hành động gì không? Dạ có, nghĩa là họ nghe em la nhưng mà họ làm thinh, họ không có giúp đỡ. À, tại vì kiểu như là mẹ em ở xóm đó thì cũng coi như có tiếng nói, người ta không dạ tiếng nói là mẹ nói là con tôi bị bệnh tâm thần, tôi đem con tôi đi khám bệnh tâm thần cho nó nhập viện để trị bệnh tâm thần. Tại vì là họ không dám hỏi, không có nghi ngờ là gì hết, họ chỉ tin là em bị tâm thần thôi. Cho nên là họ nói chuyện với nhau rồi, bây giờ ai ta cũng nói em bị tâm thần hết, cho nên em không có việc làm. Và hiện nay là nói chung là nãy giờ mấy anh em cũng trò chuyện với em rồi đó, thì cũng hiểu một phần về em. Thì nếu mà cô chú anh chị nào mà có muốn giúp đỡ cho em Như này, đầu tiên là mình giúp đỡ công việc thôi nha. Còn cho có công việc ổn định, thì nếu mà có người mà nhận em làm việc này kia thì em có đồng ý không? Ở xa hay là ở đâu đó, bất cứ ở đâu đó, miễn là chỗ nào mà họ giúp đỡ em là em chịu. Rồi vậy ha, thì thôi em Như cứ nghỉ ngơi đi nha. Rồi dạ, mến chào cô chú anh chị mình nha.